Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phần mềm online tên phần mềm là hình thức trắc nghiệm chấm viên, phần mềm phi lợi nhuận. Phần mềm hỗ trợ các bạn ôn thi tuyển công chức, viên chức, ôn thi nâng ngạch công chức, học câu hỏi trắc nghiệm và các phương án trả lời. vòng 1, các câu hỏi trắc nghiệm phần kiến thức chung, tiếng Anh, tin học. vòng 2, phần trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành các bạn có nhu cầu kết nối Zalo với thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang theo số điện thoại 0912595654 hoặc số thứ hai là 0943078123. Sau khi các bạn kết nối Zalo với thầy giáo, các bạn sẽ nhận được các tin nhắn video à, bài giảng, các bạn xem video bài giảng miễn phí trên điện thoại của các bạn. Và phần mềm thường xuyên update cập nhật những câu hỏi trắc nghiệm cho tài liệu mới nhất nhằm đáp ứng à, ôn tập của các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm cho cái tài liệu luật số 21/2017 à, của à, về luật quy hoạch thì các bạn có yêu cầu học cái tài liệu này thì học như thế nào. Các tài liệu khác thì hoàn toàn tương tự. À, các bạn khởi động à, trình duyệt trên máy tính của các bạn. À, trình, các bạn có thể vào Google để các bạn tải cái file à, luật quy hoạch à, này. Sau các bạn lưu vào à, một cái file Word các bạn mở lên Các bạn chỉ mũi tên chuột vào dấu trừ để điều khiển cửa sổ Thu nhỏ lại, nhấn nút trái Thì nó à, thu nhỏ xuống đáy màn hình Các bạn chỉ mũi tên chuột vào biểu tượng thu nhỏ Nhấn nút trái thì nó mở lên à, Và lưu ý là đối với hệ điều hành Windows Nó nằm bên tay phải trên cùng màn hình các bạn Macbook thì các nốt điều khiển à, cửa sổ nó nằm bên tay trái đó Sau đó các bạn bắt đầu khởi động trình duyệt trên máy tính À, các bạn khởi động trình duyệt trên máy tính, à, thí dụ các bạn khởi động trình duyệt trên máy tính, à, là sau đó các bạn gõ cái địa chỉ à, phần mềm http dấu 2 chấm gạch chéo gạch chéo, à, chú ý hai chữ t, hình thức trách nghiệm chấm viên, ấn enter, à, sau xuất hiện cái giao diện như thế này là đúng rồi. các bạn có ký danh mật khẩu mục nào chỉ đăng nhập vào mục đó được thôi. À, đối với công chức ở phía trên, đối với viên chức ở phía dưới giáo viên tên về viên chức đơn vị sự nghiệp công lập ở phía dưới các bạn di chuyển con trỏ lên các bạn di chuyển con trỏ xuống dưới à, ví dụ như hôm nay các bạn có cái danh mật khẩu mục số 1 môn kiến thức chung ôn ôn tập dự tuyển công chức các bạn để con trỏ tại mục số 1, nhấn nó trái chuột sau đó các bạn nhập ký danh mật khẩu à, khi các bạn có ký danh mật khẩu các bạn phải bí mật vì sao lại bí mật Người khác biết được đăng nhập phần mềm Vậy xung đột với các bạn Nhiều khi các bạn không đăng nhập được Vì vậy các bạn phải bảo mật cái mật khẩu của mình Và phần mềm các bạn thấy Là nó có hàng trăm tài liệu Tôi đang giới thiệu với các bạn Nó đã có gần 200 tài liệu rồi Các bạn chỉ chọn những cái tài liệu các bạn cần thôi Thí dụ như là các tài liệu mà có cái mục câu hỏi trắc nghiệm Thì các bạn phải học trực tiếp trên phần mềm Còn file câu hỏi thì, thì có thể các bạn tải về một số các cái file câu hỏi mang tính chất tài liệu của các địa phương Thì thầy để dưới dạng file các bạn tải về Các bạn học để có kiến thức vượt qua kỳ thi Các bạn học có kiến thức để khi trúng tuyển các bạn làm việc tốt hơn Các bạn phải học theo cái phương pháp nào đó để kỳ thi chính thức diễn ra à, Ra đề cứ gì các bạn cũng làm được Đó là phương pháp học theo tư duy hiểu bài hiểu nội dung và có phương pháp làm bài à, suy luận tư duy cho từng loại câu hỏi là các bạn làm được tránh chạy sâu đi tìm câu hỏi trắc nghiệm thì học bao giờ cho hết được đó các bạn học theo phương pháp như vậy là phần mềm hoàn toàn đáp ứng hỗ trợ được các bạn à, các bạn hiểu được thì kỳ thi cái ra đề cái gì các bạn làm được Đấy, giới thiệu với các bạn như vậy cái phương pháp đây là kinh nghiệm dạy đại học à, thầy giáo luôn luôn dạy cho sinh viên hiểu bài hiểu nội dung à, đó là mục 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 đích chính để các bạn ra trường các bạn mới làm việc được Thế còn các bạn học thuộc thì không bao giờ làm việc được Đó Thí dụ như là file câu hỏi trách nhiệm cho luật số 21 Về luật quy hoạch Thì thầy để dưới dạng file Thí dụ các bạn ôn thi tuyển công chức tỉnh Khánh Hòa Năm 2023 à, Có yêu cầu hoặc cái tài liệu này Thì thầy để dưới dạng file Các bạn kích chuột vào cái mục này Thì nó sẽ tải cái file về máy tính cho các bạn à, Sau đó các bạn mở cái file này lên đó, đây là file câu hỏi trắc nghiệm à, cho cái tài liệu à, luật quy hoạch 2017. Đó, thì đây là cái file câu hỏi trắc nghiệm cho luật quy hoạch 2017. À, giới thiệu với các bạn như vậy. Thì các bạn sẽ đọc nội dung câu hỏi, nội dung phương án. Đó, rồi phương án nào à, nó là phương án đúng thì các bạn thấy là chữ bôi màu đỏ. À, vì sao phương án đó lại sai? À, thì các bạn xem hướng dẫn Thí dụ như là câu số 1 là cơ sở dữ liệu về quy hoạch là gì Thì các bạn thấy là nội dung của các phương án này nó rất dài Thì chúng ta so sánh à, căn cứ vào vào đâu để giải quyết cái điều này Thì các bạn căn cứ vào điều 3 Đó, Các bạn căn cứ vào điều 3 à, Các bạn căn cứ điều 3 à, Thì đây là loại câu hỏi là giải thích từ ngữ Thì các bạn kích chuột vào file à, Các bạn mở cái file này lên À, các bạn tìm đến điều 3 Thì điều 3 là giải thích từ ngữ Thì quy hoạch là gì Rồi quy hoạch tổng thể quốc gia là gì Thì tại điều 13 đài, à, Điều 3 này có 10 13 cái giải thích từ ngữ Đó Thì các bạn phải à, hiểu được cái giải thích từ ngữ Thì có 13 à, cái, Thí dụ như là cơ sở Dữ liệu về quy hoạch là gì Thì như vậy các bạn sẽ đối chiếu vào đây thì đây là hỏi cơ sở à, dữ liệu quy hoạch là gì thì các câu hỏi khác hỏi về giải thích từ ngữ hoàn toàn tương tự các bạn so sánh phương án đúng là chữ màu đỏ à, với phương án sai à, là có các cái chữ à, màu đen này vì sao phương án A lại đúng nó đúng như trong tài liệu vì sao phương án B C D lại sai thì các bạn đọc nội dung ở đây thì phần mềm có hướng dẫn các bạn là trong các cái phương án sai thì nó có thiếu hoặc thừa một cái cụm từ nào đó so với phương án đúng là nó sai ý nghĩa rồi. À, vì vậy, các bạn thấy loại câu này, các bạn phải đôi khi các bạn phải à, học ở nhà, các bạn phải so sánh vì sao phương án này nó lại sai, là vì nó thiếu đi một cụm từ hay nó thừa đi một cụm từ à, để các bạn nhận ra phương án đúng. Để kỳ thi chính thức diễn ra mà rơi vào cái loại câu giải thích từ ngữ thì các bạn có thể nhận diện được ngay. À, các bạn không chuẩn bị trước loại câu này thì các bạn nhìn có vẻ đơn giản thôi nhưng mà loại câu giải thích từ ngữ là nó phải chuẩn đấy để nó thừa thừa thiếu à, thêm bớt một vài từ là cái nội dung nó là sai rồi à, vì thế các bạn phải chú ý loại câu này nó à, nội dung từng phương án nó rất dài thì các bạn so sánh phương án A này với nội dung phía dưới này thì các bạn sẽ bình tĩnh sẽ à, thấy nó nó thiếu đi một cụm từ nào đó hay nó thừa đi cụm từ nào đó là nó sai ý nghĩa À, thì các bạn rèn trước ở nhà, thì đến khi kỳ thi chính thức diễn ra mà rơi vào loại câu này, à, chắc chắn là các bạn sẽ làm được. thì các bạn có phương pháp làm, thì à, cũng đã à, phương pháp làm loại câu này trên cái nền nền vàng này à, giới thiệu với các bạn à, như vậy. rồi loại câu hỏi là có bao nhiêu nguyên tắc cơ bản à, trong hoạt động quy hoạch? thì đây là loại câu hỏi về định lượng các bạn phải thấy là căn cứ vào à, điều 4 để có 8 nguyên tắc để các bạn kích chuột vào file các bạn tìm đến điều 4 là nguyên tắc cơ bản trong hoạt động à, quy hoạch thì các bạn thấy là nó sẽ có à, 8 khoản cho nên nó có 8 nguyên tắc thì các bạn đọc từng nguyên tắc một để các bạn nhận diện ra các cái cụm từ của nó để các bạn nhớ không cần phải học thuộc là vì sao à, nội dung ở đây chúng ta phải đọc chúng ta hiểu được các cái từ của nó để chúng ta tìm như là cái cụm từ để chúng ta à, nhận diện nó ra nó là cái nguyên tắc đó thì các bạn phải để ý như vậy vì thi trắc nghiệm nó sẽ phơi bày hết lên trên màn hình rồi để eh, nội dung câu hỏi nội dung phương án cho nên các bạn chỉ cần suy luận ra thôi nhận diện cái cụm từ là các bạn tìm được thí dụ câu uh, câu tiếp theo câu 3 này đâu không phải là nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch thì ở đây hỏi là không phải thì các bạn phải tìm ra ba cái phải là nguyên tắc trong hoạt động quy hoạch À, dùng phương pháp loại trừ trừ ba cái phải đi còn một cái không phải như vậy chúng ta chỉ thay nội dung cái không phải thành một cái nội dung khác chúng ta có một câu hỏi mới à, như vậy chúng ta có thể chế tác được rất nhiều loại câu hỏi trắc nghiệm cho cái dạng câu này à, vì vậy các bạn không chạy show đi tìm câu hỏi trắc nghiệm được à, là như vậy đấy à, thầy minh họa cho các bạn thấy à, giữ nguyên phương án a b c thay nội dung của phương án d bằng một cái không phải là nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch. Chúng ta có một câu hỏi mới. Đó, các bạn thấy không? Này? Các bạn nhận diện ra, các bạn đọc a, phương án a chính là một trong những nội dung về nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch. Phương án b cũng là nội dung nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch. Phương án c cũng là một trong những nội dung uh, trong hoạt động uh, quy hoạch căn cứ vào điều điều bốn suy ra phương án còn lại là phương án d uh, báo đám lãnh đạo. À, bảo đảm đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ Thì cái nội dung này nó không có trong điều 4 à, của à, luật này Cho nên nó là phương án không phải nguyên tắc à, xây dựng trong hoạt động quy hoạch đó, Phương pháp làm loại câu này Thì các bạn phải nhận diện được Các bạn căn cứ vào cái nội dung câu hỏi Căn cứ nội dung phương án Các bạn học lần đầu tiên Các bạn nạp dữ liệu vào bó các bạn Thì sau đó lần thứ hai là các bạn à, có phương pháp làm bài À, là các bạn nhận diện được ba phương án là phải thì các bạn trừ ba cái phải đi thì nó sẽ có một cái không phải. Đó, giới thiệu với các bạn phương pháp học loại câu này. À, các bạn tư duy là các bạn làm được. Vì sao các bạn lại chọn ba cái phải? Vì chúng ta đang học nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch tại điều 4 thì chúng ta làm theo phương pháp như vậy nó rất bài bản và nó rất khoa học. Đó, thì các bạn dùng phương pháp loại trừ để các bạn trừ ra À, hay là có loại câu là cả ba phương án đều đúng thì ở đâu là nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch thì các bạn đọc thấy a là đúng như là nguyên tắc rồi. b là đúng rồi c là đúng rồi cả a b c các bạn đều nhận diện được nó đều là à, một trong các nguyên tắc trong hoạt động quy hoạch cho nên các bạn suy ra cả ba phương án à, đều là nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch Đó, các bạn chú ý vì sao lại như vậy thì các bạn căn cứ điều 4 tìm ra ba phương án là nguyên tắc đó thì các bạn chú ý cái cách đọc là như vậy hay là câu tiếp theo các bạn đọc đâu không phải là hệ thống quy hoạch quốc gia thì phương án a là quy hoạch vùng phương án b là quy hoạch tỉnh phương án c là quy hoạch đô thị quy hoạch nông thôn phương án d là quy hoạch huyện thì ở đây lại rơi vào không phải thì tôi đã trình bày với các bạn ở trên chúng ta phải tìm ra ba cái phải À, dùng phương pháp loại trừ trừ ba cái phải đi thì còn một cách không phải à, vì sao lại chúng ta học theo cách này thì chúng ta học à, bằng phương pháp này chúng ta nắm vững rồi kỳ thi chính thức diễn ra mà rơi vào loại câu này chúng ta lại làm cách hai chúng ta nhận diện ra được ngay một phương án không phải chúng ta đánh một phát ăn ngay thì nó nhanh à, còn học ở nhà chúng ta chưa có dữ liệu chúng ta phải làm theo phương pháp là tìm ra ba cái phải Đó, giới thiệu với các bạn như vậy và ở đây hướng dẫn là căn cứ điều 5 Chúng ta tìm ra ba phương án là hệ thống quy hoạch quốc gia Thì các bạn lại kích chuột vào file Các bạn tìm đến điều 5 Đó, các bạn tìm đến điều 5 Thì điều 5 nêu là hệ thống quy hoạch quốc gia Gồm có khoản 1 là quy hoạch cấp quốc gia Khoản 2 là quy hoạch vùng Khoản 3 là quy hoạch tỉnh Khoản 4 là quy hoạch đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt à, Khoản 5 là à, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn thì các bạn thấy à, Căn cứ vào điều 5 Thì các bạn thấy phương án A quy hoạch vùng là đúng rồi à, Phương án B quy hoạch tỉnh là đúng rồi Phương án C quy hoạch đô thị Quy hoạch nông thôn là đúng rồi Vì vậy chúng ta thấy A, B, C Đều là nội dung à, Đều là hệ thống quy hoạch quốc gia Suy ra phương án còn lại Quy hoạch huyện không phải là à, Hệ thống quy hoạch quốc gia Và các bạn lưu ý à, à lần học lần đầu như vậy học lần sau các bạn có thể nhận diện ra là quy hoạch huyện ngay để các bạn làm bài vì trong điều năm không nói đến quy hoạch huyện ở đây đó vì nó không có trong điều năm à, các bạn thấy tuyệt vời không này à, chỉ nói đến cấp tỉnh thôi quy hoạch tỉnh thôi không à, quy hoạch vùng thôi à, quy hoạch hành chính kinh tế đặc biệt thôi đó à, quy hoạch đô thị quy hoạch nông thôn không có cái cái cái, cái khoản nào nói về quy hoạch huyện đó à, cho nên trong cái hệ thống quy hoạch quốc gia này nó không có cái à, giá trị quy hoạch huyện à, vì vậy chúng ta chọn phương án D đó, đó là cái cách mà khi chúng ta đã thành thạo học ở nhà rồi còn khi đang học thì các bạn phải tìm A, B, C đều là một trong hệ thống quy hoạch quốc gia dùng phương pháp loại trừ à, chúng ta trừ ba cái phải đi còn một cái không phải à, xin giới thiệu với các bạn như vậy đó. À, các bạn có thể đăng nhập phần mềm để học các cái câu hỏi à, khác à, xin giới thiệu với các bạn như vậy À, như vậy tôi đã trình bày với các bạn xong cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm viên à, để bảo bảo mật cái mật khẩu của mình các bạn di chuyển con trỏ lên phía trên à, các bạn có thể kích chuột vào góc phải trên cùng màn hình có cái hình người này nhấn nút trái sau đó các bạn chọn thực đơn thoát để các bạn thoát ra khỏi phần mềm à, thì như vậy tôi đã giới thiệu với các bạn xong cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm viên À, đối với loại câu hỏi thì các bạn học trực tiếp trên phần mềm Loại file câu hỏi các bạn được tải về máy để các bạn học à, Các bạn có nhu cầu hãy kết nối Zalo với thầy giáo theo một trong hai số điện thoại trên màn hình à, Các bạn xem video của thầy hay và bổ ích Nếu chưa chạm tay vào nút đăng ký thì hôm nay hãy chạm tay vào nút đăng ký Để nhận được video bài giảng mới và xem video bài giảng theo từng mục à, Rất là à, nhận được hai cái tiện ích đó À, các bạn đã đăng ký rồi thì không phải đăng ký lại à, trên youtube à, như vậy chúc các bạn thành công